câu hỏi về phèn chua đã xuất hiện nhiều lần trong các kỳ thi quan trọng. Không phải câu hỏi quá khó nhưng chúng ta thường hay mất điểm vì chủ quan. Hôm nay, mình và bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu và chắt lọc những kiến thức quan trọng cần nhớ về phèn chua, giúp bạn tự tin hơn khi gặp câu hỏi về chủ đề này. Phèn chua là một loại muối của nhôm và kali, có tên gọi khác là phèn nhôm, nóng chảy ở nhiệt độ 92,5 độ C, nhiệt độ sôi là 200 độ C, màu trắng có vị chát và chua, ít tan trong nước lạnh, tan nhiều hơn trong nước nóng và đặc biệt là không tan trong cồn bạn nhé. Công thức hóa học của phèn chua là gì? Như bên trên, phèn chua là loại muối kép sunfat kép của nhôm và kali, tên là kalialum có công thức hóa học của phèn chua là kalinhôm sunfat 2 lần. Nhưng thông thường, bạn nhớ kỹ là thông thường thôi nhé, phèn chua được tìm thấy ở dạng tinh thể ngậm nước. Kalinhôm sunfat 2 lần ngậm 12 nước, hoặc K2SO4 nhôm 2SO4 3 lần ngậm 24 nước. Vì vậy, nếu đề bài hỏi công thức hóa học phèn chua sẽ chỉ là kalinhôm sunfat 2 lần, còn hỏi dạng tinh thể công thức mới có nước. Bạn hiểu chứ? Phèn chua có rất nhiều công dụng trong cuộc sống hàng ngày. Sau đây mình sẽ liệt kê một số công dụng bạn cần nhớ. Phèn chua ứng dụng trong công nghiệp. Sử dụng dùng để lọc nước. Bởi khi hòa tan phèn chua vào nước sẽ sinh ra kết tủa nhôm OH 3 lần. Kết tủa này dạng keo nên nó sẽ bám dính các bụi bẩn trong nước kéo chúng xuống bên dưới, giúp nước trong hơn. Trong sản xuất giấy, phèn chua được sử dụng giúp giấy không bị nhè mực khi viết. Trong ngành công nghiệp dệt, sử dụng phèn chua sẽ khiến sản phẩm dệt bền màu hơn. Tác dụng của phèn chua trong y học và làm đẹp. Với đông y, phèn chua có tác dụng giải độc, làm sạch, sát trùng. Các bệnh dạ dày hay sử dụng chữa hôi nách hôi chân bằng cách tán nhuyễn thoa lên vùng hôi sau khi tắm xong. Phèn sẽ khử mùi, ngăn ngừa tiết mồ hôi. Phèn chua có tác dụng làm sạch da, sát khuẩn nên được ứng dụng điều trị mụn. Phèn chua còn được chế ra nhiều loại thuốc trị bệnh khác nhau. Ứng dụng phèn chua với thực phẩm. Sử dụng phèn chua làm đồ ăn trắng và giòn hơn như mứt, dưa chua. Ngâm trứng với dung dịch phèn chua 5% sẽ giúp trứng tươi lâu hơn. Khử mùi hôi của lòng lợn, mùi tanh của cá và được sử dụng làm bột nở. Bạn lưu ý, sử dụng một lượng nhỏ phèn chua sẽ an toàn cho sức khỏe. Nhưng nếu lạm dụng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nên chú ý bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem, hữu ích cho mình một like, một lượt đăng ký. Bình luận bên dưới mình cùng thảo luận bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.